Xin chào quý vị và các bạn, chúng ta lại gặp nhau trong thời lượng của tin mới. Hãy cùng dành ra ít phút mỗi ngày để lắng nghe những tin tức nóng nhất, những sự kiện đã diễn ra trong ngày trên kênh tin mới. Đến với bản tin ngày hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng điểm qua những nội dung chính đáng chú ý ngay sau đây. Thưa quý vị và các bạn, kể từ đầu tháng, An Huy, Giang Tây, Quảng Tây, Chiết Giang và các tỉnh khác đã hứng chịu mưa lớn. Các thị trấn bị ngập lụt và đất canh tác ở một số khu vực đã bị ảnh hưởng. Cơ sở hạ tầng như giao thông, cung cấp điện và thông tin liên lạc bị hư hại nghiêm trọng và tình hình kiểm soát lũ lụt đang rất cam go. Hôm thứ Năm, hầu hết cổng xả lũ trước làng Dương Cảm, thị trấn Tây Khẩu, huyện Tây Ninh đã bị lũ lụt nhấn chìm. Kể từ ngày hôm thứ Ba, huyện Tây Ninh, tỉnh An Huy liên tục hứng chịu cơn mưa xối xả đến cực lớn. Cơ sở hạ tầng như giao thông, cung cấp điện, thông tin liên lạc ở một số khu vực bị hư hại nghiêm trọng. Hàng chục nghìn người phải tạm thời di rời. Hiện hàng vạn cán bộ, quần chúng trong quận đã tham gia cho công tác chống lũ và cứu nạn. Vào hôm thứ Năm, đường phố ở thị trấn Vạn An, huyện Tây Ninh bị ngập lụt. Một ngôi nhà kính trồng rau bị lũ cuốn ở huyện Tây Ninh, thành phố Hoàng Sơn, tỉnh An Huy. Do ảnh hưởng bởi mưa lớn liên tiếp nhiều ngày, tình trạng ngập lụt xảy ra ở nhiều nơi trong khu đô thị thành phố Nam Sương, tỉnh Giang Tây. Một số đoạn đường phía đông Nam Kinh ở thành phố Nam Sương bị ngập lụt nghiêm trọng. Các phương tiện đi qua phải di chuyển chậm trong dòng nước ngập sâu đến 0,8m. Trận mưa lớn bắt đầu từ 2 ngày trước đó đã khiến mực nước một số con sông ở Giang Tây vượt ngưỡng cảnh báo. Một số ngôi nhà bị sập, đất canh tác bị ngập lụt và một hồ chứa nước có nguy cơ bị vỡ. Theo trụ sở phòng chống lũ lụt và cứu trợ hạn hán tỉnh Giang Tây, tính đến 11 giờ trưa thứ Năm, khoảng 410.000 người tại 22 quận ở Giang Tây đã bị ảnh hưởng bởi thiên tai và 3.305 người đã được chuyển đi trước. Trong những ngày qua, Quảng Tây liên tục có mưa lớn, mực nước sông Liễu Giang tiếp tục dâng cao, một phần cảnh quan ven sông ở thành phố Liễu Châu bị ngập lụt. Theo dự báo của Cục Khí tượng, lượng mưa lớn ở Quảng Tây sẽ còn tiếp diễn trong những ngày tới. Hình ảnh nước từ sông Liễu Giang đổ vào một hồ chứa nước ở trung tâm thành phố Liễu Châu. Thưa quý vị, tỉnh Giang Tây vừa qua phải hứng chịu dông bão liên tục hiếm gặp. Tính đến trưa hôm nay, có 410.000 người ở trong tỉnh đã bị ảnh hưởng mưa lớn và lũ lụt, gây thiệt hại kinh tế trực tiếp lên tới 250 triệu nhân dân tệ. Tỉnh đã phát động ứng phó khẩn cấp chống lũ 3 cấp từ 12 giờ trưa nay. Theo dữ liệu do cơ quan khí tượng địa phương cung cấp, hai ngày trước ở tỉnh Giang Tây, Bắc Trung Bộ đã xảy ra mưa dông trên diện rộng kèm theo sấm sét mạnh. Mưa lớn liên tục bao trùm một khu vực rộng lớn. Trong số 166.900 km2 đất của tỉnh Giang Tây, diện tích mưa lớn bao phủ lên tới 77.000 km2, diện tích mưa bão lên tới 39.000 km2. Bị ảnh hưởng bởi mưa lớn kèm theo bão, nhiều con sông ở Giang Tây đã vượt quá mức cảnh báo lũ. Vào lúc 0 giờ đêm thứ Ba, mực nước đỉnh lũ vượt mức cảnh báo là 1,65m. Vào lúc 8 giờ ở trạm Tương Đồn, mực nước đã vượt quá mức cảnh báo là 0,83m. Trạm núi cao hơn mức cảnh báo 1,05m, mực nước vẫn đang lên rất nhanh. Hồ chứa Giang Khẩu đã ở trên mực nước giới hạn lũ và có 4 hồ chứa cỡ trung bình trong tỉnh cũng đang vượt quá mực nước giới hạn lũ. Mưa lớn và lũ lụt đã khiến mực nước các con sông vừa và nhỏ ở tỉnh Giang Tây dâng cao, đất canh tác ở các vùng trũng thấp bị ngập lụt. Theo thống kê sơ bộ, 410.000 người tại 186 thị trấn thuộc 22 huyện của tỉnh bị ảnh hưởng, 600 ngôi nhà bị sập, 36.000 hecta hoa màu bị ảnh hưởng, thiệt hại kinh tế trực tiếp là 250 triệu nhân dân tệ. Hơn 3.300 người đã được di chuyển trước nên không có thương vong. Tình hình thiên tai chi tiết vẫn đang được thống kê thêm. Hiện tại, lượng mưa lớn trên địa bàn tỉnh vẫn đang tiếp tục. Lượng mưa hiện tại chủ yếu tập trung ở khu vực Đông Bắc Giang Tây và thành phố Nam Sương. Còn tại Thượng Hải, cơn mưa dông mạnh nhất kể từ mùa lũ đã tấn công Thượng Hải vào chiều ngày hôm qua. Lượng mưa tích lũy ở Dương Phố, Hồng Khẩu, Trùng Minh, Gia Định, Nam Huy và những nơi khác đều có lượng mưa lớn trên 150mm, ngập sâu hơn 50cm. Đây cũng là ngày thứ tư liên tiếp Thượng Hải hứng chịu dông bão nghiêm trọng vào buổi chiều. Ngoài ra, hơn 20 đường dây cao thế trên địa bàn thành phố bị sét đánh hư hỏng. Sau 9 giờ tối hôm đó, ở đoạn phía đông của đường Tương Âm và đường Quốc Hòa, con đường bị ngập trong khoảng một thời gian ngắn, nước trên đường đã cơ bản được rút. Vào lúc 3 giờ chiều hôm qua, thị trấn Trùng Minh Bảo và các nơi khác đã đổ mưa lớn. Chỉ trong một giờ, lượng mưa lên tới 122mm, đạt tiêu chuẩn 60 năm mới có một lần, khiến khu vực đô thị bị ngập lụt nghiêm trọng.
trụ sở phòng chống lũ lụt thành phố ngay lập tức phát tín hiệu cảnh báo màu vàng, đã kiểm soát lũ lụt và phòng chống bão, đồng thời bắt đầu ứng phó khẩn cấp cấp 3. Vào thời điểm này, đám mây dông di chuyển đến Dương Phố, Hồng Khẩu, Gia Định và những nơi khác, khiến nhiều vùng trong khu vực ngập nước rất sâu, hàng trăm ngôi nhà bị ngập. Hệ thống chống ngập của thành phố đã triển khai đầy đủ các biện pháp chống ngập, thoát nước theo phương án khẩn cấp. Sở Cứu hỏa thành phố đã cử hơn 30 xe cứu hỏa và 120 lính cứu hỏa đến Trùng Minh, Dương Phố và những nơi khác để hỗ trợ thoát nước. Ngành điện gấp rút sửa chữa hơn 20 đường dây cao thế bị sét đánh hư hỏng. Theo dự báo của Trung tâm Thông tin Kiểm soát Lũ lụt thành phố và Trạm Thủy văn thành phố, tính đến 21 giờ, lượng mưa ở khu vực Dương Phố, Ngô Kiểu Xương lên tới 169mm. Tiếp theo là thị trấn Trùng Minh Bảo, 144mm, khu vực Hồng Khẩu, Quảng Châu, 123mm, Cổng Nam Gia Định, 112mm, Nam Huệ, Huệ Nam, 101mm, 83mm, ở Bảo Sơn và lượng mưa ở các khu vực khác là 40-80mm. Thưa quý vị, sau cơn mưa lớn lúc 6 giờ tối qua, tại quận Dương Phố, nước ngập sâu hơn 50cm, nhiều phương tiện bị mắc kẹt trong nước, giao thông tê liệt. Theo lời kể của cô Kim, một nhân chứng cho biết, vào khoảng 5 giờ chiều, bất ngờ có sấm sét, mưa lớn trút xuống. Một lúc sau, đường bắt đầu ngập nước, nước đọng trên đường Hoàng Hưng tràn lên vỉa hè. Nhiều phương tiện chết máy trong nước khiến người qua đường phải chờ người trợ giúp. Mặt khác, người đi xe đạp phải chen lấn trên vỉa hè. Cùng lúc đó, tại ngã tư đường Khổng Giang và đường An Sơn, cả 8 chiếc xe buýt đều đậu bên đường, không thể lái xe đi lại bình thường, mãi đến 21 giờ mới rời khỏi hiện trường. Sau cơn mưa bão, Phòng Cảnh sát Giao thông đã khẩn trương đến hiện trường ngay lập tức để phân luồng giao thông trên đoạn đường bị ngập nước nghiêm trọng, đảm bảo các phương tiện qua lại nhanh nhất có thể. Nước ngập cũng đã nuốt chửng hầm đường bộ Trung Niên Hàn Đào Phố thành cung đường tử thần. Ông Giang sống ở công viên Côn Lôn, số 1149 đường Đào Phố, đứng trong khu vực ngập lụt trong đường hầm đối diện khu dân cư, thẫn thờ nhìn về phía trước. Ông không bao giờ nghĩ rằng rêu dày trong đường hầm sẽ dẫn đến cái chết của người cha ông 57 tuổi. Chiều hôm kia, nụ cười rạng rỡ của bố khi rời khỏi nhà đã trở thành kỷ niệm cuối cùng bố để lại cho cả nhà. Sấm sét tấn công phố dài Thanh Thủy của Bắc Kinh vào ban đêm sáng như ban ngày. Đêm qua, Bắc Kinh hứng chịu trận mưa lớn nhất trong năm nay. Sấm sét xuyên mây nổ tung trên các tòa tháp của thành phố Bắc Kinh. Mưa xối xả trút xuống khiến nhiều tuyến phố bị ngập lụt. Mạng Bắc Kinh Trung Quốc Singapore lúc 9 giờ tối ngày hôm nay cho biết một cơn mưa xối xả chưa từng có đã đổ xuống thành phố vào mùa hè này. Thủ đô bị sấm sét đánh và thành phố sáng như ban ngày ngay lập tức. Theo thống kê của Cục Khí tượng, trong vòng chưa đầy một giờ, các quận phía đông và phía tây của thành phố đã nhận được lượng mưa 67mm và cầu Kiến Tường ở ngoại ô phía bắc thành phố cũng nhận lượng mưa lớn nhất là 88mm. Trước cơn mưa, Cục Khí tượng đưa ra cảnh báo vàng về sấm sét vào lúc 15 giờ. Tuy nhiên, cơn mưa lớn vẫn gây ra nhiều rắc rối. Vào lúc 9 giờ 30 phút tối hôm đó, cầu Tây Chi Môn, cầu Tuyết Nguyên và những nơi khác bị lũ lụt phong tỏa. Một vài giao lộ đã bị đóng cửa do nước ngập quá sâu. Một cây lớn bị gió quật đổ trên đường Triệu Đăng Ngọc, nhiều phương tiện phải chuyển hướng. Đến 9 giờ 30 phút, khán giả vừa xem xong đêm nhạc ở Đại lễ đường Nhân dân và Cung văn hóa các dân tộc không thể ra ngoài. Gần đó, những người lái xe về nhà từ đại lộ Trường An thấy bánh xe của họ ngập trong nước đến trên đầu gối. Xe cộ xếp thành một hàng dài, đôi đèn nhấp nháy, chậm chậm bò đi. Taxi trở nên phổ biến trên đường phố và mọi người phải vật lộn để ra vào. Được biết, các đơn vị nhà ở giá rẻ ở quận Song Huệ, Bắc Kinh đều bị cắt điện vào đêm hôm đó. Một số nhân viên văn phòng tại tòa nhà văn phòng phía Tây ở quận Hai Đan cho biết nơi họ làm việc nước ngập rất sâu và không thể về nhà. Tại sân bay thủ đô, hầu hết các chuyến bay sau 19 giờ 30 phút đều phải hạ cánh. Tính đến 21 giờ 30 phút, hơn 100 chuyến bay đến bị hoãn. Trong 2 ngày trước đó, do mưa lớn vào ban đêm, hàng chục nghìn hành khách bị mắc kẹt tại sân bay thủ đô mỗi đêm do chuyến bay bị tạm hoãn. Bắc Kinh hiện đã đưa ra một kế hoạch khẩn cấp để kiểm soát lũ lụt và các hoạt động thoát nước trên sâu đang được tiến hành tại nhiều đoạn đường ngập nước khác nhau. Tính đến thời điểm hiện tại, bầu trời thủ đô vẫn còn ầm ầm sấm sét. Kính thưa quý vị, kể từ đầu mùa hè năm nay, một số khu vực của nước ta đã bị lũ lụt và nhiều đơn vị bảo vệ di tích văn hóa ở những khu vực này đã phải chịu thiệt hại nặng nề.
kể từ cuối tháng 4, tỉnh An Huy hứng chịu mưa xối xả trên diện rộng, lũ lụt trên núi ở phía nam An Huy bùng phát và lưu vực sông Hoài Hà có lượng mưa lớn nhất, lũ lớn nhất kể từ năm 1954. Mưa lớn và lũ lụt đã gây ra thiệt hại nghiêm trọng cho hầu hết các khu vực dọc theo sông Hoài Hà, Hoài Bắc và phía nam An Huy của tỉnh An Huy, và các đơn vị bảo vệ di tích văn hóa trọng điểm các cấp ở các khu vực liên quan đã bị thiệt hại ở các mức độ khác nhau. Theo thống kê sơ bộ, có 15 đơn vị bảo vệ di tích văn hóa trọng điểm quốc gia, 43 đơn vị bảo vệ di tích văn hóa cấp tỉnh và hơn 70 đơn vị bảo vệ di tích văn hóa cấp thành phố và cấp huyện bị hư hại, tổng thiệt hại hơn 30 triệu đô la Mỹ. Trong số 15 đơn vị di tích văn hóa trọng điểm quốc gia bị ảnh hưởng ở tỉnh An Huy, huyện Phượng Dương, Minh Trung, Đồ Hoàng Cổ Thành và Lăng Hoàng Lăng bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Hơn 300 mét của bức tường hướng Tây bị sập, có vết nứt lớn khẩn trương sửa chữa, gia cố, nền của Tây Hoa Môn bị rò rỉ nghiêm trọng, nước mưa thấm trực tiếp từ đỉnh xuống nền đất nện, tường thành nhiều nơi bị trương nở và nứt nẻ. Những bức tượng đá linh thiêng của Lăng Hoàng gia bị ngâm trong nước quá lâu và bị phong hóa nghiêm trọng khi gặp nhiệt độ cao. Mặt cầu của cầu Ngoạn Thủy bị cuốn trôi, các trụ cầu bị lệch biến dạng khiến cây cầu gặp nguy hiểm. Gần 1.500 mét của đường Hoàn Lĩnh bị ngâm nước trong 3 ngày làm hư hỏng 2.400 mét vuông mặt đường. Gạch trắng men ở phía nam và phía tây của bức tường bị cuốn trôi dài 500 mét. Bức tường thành cổ của quận Chu dài 2.800 mét bị ngâm trong nước. Bến tàu bị cuốn trôi gần 20 mét, cổng phía đông và phía bắc bị tràn nước nghiêm trọng. Cổng phía đông đã bị đóng. Ngoài ra, nhiều đơn vị di tích văn hóa chẳng hạn như địa điểm cũ của cách mạng Du Sơn ở thành phố Lục An, mái nhà và hành lang bia của đền thờ Tôn Công ở An Phong Đường đã bị hư hỏng nặng. Gần đây, Trùng Khánh đã hứng chịu thảm họa mưa xối xả tồi tệ nhất trong 115 năm qua. Lũ lụt và lở đất thường xuyên xảy ra trên núi. Một số lượng lớn các cơ sở và trang thiết bị của di tích văn hóa đã bị hư hại nghiêm trọng. Các đơn vị bảo vệ và 7 bảo tàng văn hóa trong thành phố bị hư hỏng do lũ lụt và thiệt hại trực tiếp là hơn 36 triệu nhân dân tệ. Vào lúc 10 giờ sáng hôm thứ Ba vừa qua, sau nhiều giờ mưa xối xả, Thạch Sơn, Trùng Khánh, đất lở đổ xuống. Khu vực Trạm Tử Đông và Bạch Công Quan bị thiệt hại nặng nề và buộc phải đóng cửa. Do thiên tai mưa bão kéo dài và phạm vi có mưa rộng lớn, các đơn vị di tích văn hóa ở các quận và huyện ở Trùng Khánh thường xuyên trong tình trạng khẩn cấp. Nhiều bức tường thành tại di chỉ Hạ Xuyên Điếu Ngư Thành bị sập do núi lở, tường bị nứt, giao thông trên đường lên núi bị tắc nghẽn. Mạng lưới đường ống thoát nước và mương rãnh trong khu di tích văn hóa núi Bảo Tịnh ở Đại Tổ bị hư hại và các tòa nhà được bảo vệ như Quán Thế Âm, Nghìn Tay bị thấm dột nghiêm trọng. Có nhiều vết dột trên bề mặt ngói của đền Trương Hoàn Hầu ở Vân Dương và các nhà cổ như tòa nhà Kết Nghĩa, Gian Hàng Chư Phong, Vương Vân Hiên bị mưa làm ngập lụt, khiến các bức tranh được sơn ngâm nước và hư hỏng. Phía nam của thành phố Phượng Kiệt Bách Đế gần sông Dương Tử, ở độ cao 190m xảy ra một vụ lở đất rộng 200m2 xuất hiện ở khoảng cách 200m đến 500m và các vết nứt xuất hiện trong tường, nước ngập nhiều nơi trong bảo tàng Tam Hiệp Trung Quốc ở Trùng Khánh. Thiệt hại đối với di tích văn hóa ở tỉnh Hồ Bắc cũng tương đối nghiêm trọng, trong số đó Ân Thạch, Đồ Giáp và khu tự trị dân tộc Miêu, thành phố Kinh Môn, thành phố Tương Phản và huyện Dương Tân bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Tường thành cổ Tương Dương nứt toác và sạt lở đất ở nhiều nơi. Bức tường thành cổ Kinh Châu thuộc di tích văn hóa quốc gia Lạc Xuyên Đại Thủy kinh khu phức hợp tòa nhà cổ Limanor đã bị thiệt hại. Địa điểm cách mạng cũ ở phía tây Hồ Nam và Hồ Bắc và di tích văn hóa tỉnh Kinh Sơn Bát Môn, Tân Quân Đoàn 4 Hồ Bắc và Hà Nam, chùa Trung Hương Văn Phong có nguy cơ sụp đổ do mưa lớn gây ra sạt lở đất. Sau thiên tai, các địa phương đều tích cực triển khai các biện pháp, tích cực triển khai công tác tái thiết. Trên đây là những thông tin tổng hợp chi tiết những nội dung nổi bật trong ngày của tin mới. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi tới cuối video này. Mọi ý kiến đóng góp quý vị hãy để lại trong phần bình luận phía dưới để đội ngũ của chúng tôi có thể kịp thời hồi đáp. Xin kính chào và hẹn gặp lại!